Rồi chia sẻ về dự đồ cho anh em cái mai cúc quang diêu đang có mấy hoa trên cây. Đây, hoa rất là to, màu tươi tắn đậm đà, cánh dày nhưng mà nó nhìn là tươi lắm nha anh em. Nó đủ lực của nó là hoa sẽ đẹp. Rồi nó đủ lực dòng mai ghép thì nó rất dễ là cho hoa nhiều lần, xuyên cho bông. Cái này nói là ghép thì ghép cũng như cây rin nha anh em. Bây giờ này ghép lúc nhỏ, lúc cây bé tí, bây giờ nó lớn lên rồi, nó lớn như ngón tay cái rồi. Thì đây vết ghép này, nó cận thân luôn này. Đây chỗ đoạn ghép này, đấy, đoạn ghép này này, không nó dít lại như cây rin luôn. Đợi kỹ mình mới thấy cái dấu ghép nha anh em. Đấy, nó liền như cây rin. Cây này cây đấy, nhưng mấy cây nhỏ xíu này, từ mấy cây con rồi ghép giờ nuôi lên như cây rin này. Hoa nào hoa nấy nó cũng đồng đều nó đẹp. Cái này cái tơ nên chưa có gốc đỡ. 1 2 3 4 cây cao 8 tấc độ rộng 6 tấc, thân thì như ngón tay cái. Thì cái này mình giao lưu cho anh em giá 400, không bao gồm cước phí vận chuyển nha anh em, 400.000. Anh em nào có thiện chí liên hệ giao lưu để sở hữu cái mai giống đẹp. Đó, ghép từ nhỏ lên cho nên như một cái rinh vậy đó. Rồi mình chia sẻ lại cái mai khô một lần nữa mình kết thúc video luôn nha. Quan trọng coi là nó mạnh khỏe, ra giống đẹp thì anh em mình dạng giao lưu ha. Giá mình báo rồi 400.000 thôi. Đó, rất tươi.